Em 50 đô nữa thôi, lên đến 200 thì mình chốt. Mọi người nghĩ nó có lên được đến 200 lãi của mình không? Chốt đi người, ok. Theo mọi người thì tài khoản của mình có lên được lãi 200 không? 200 rồi. Ok, xong nhá. Bốt của mình nó tự chốt luôn. Xong, xong, xong. Hôm nay lãi được 200 rồi. Thế thôi đúng không? Kèo này easy mà. Game dễ kiếm tiền đúng không? Chào các bạn, mình là Tiến Trọng 94, đồng sáng lập của cộng đồng CN Pro Trading. Rất vui vì được gặp lại các bạn ở trong video này. Trong video này mình sẽ nói tới một chủ đề, đấy là cách mình đã chơi vàng trong tin để kiếm 200 đô, tương đương với 4 triệu, hơn 4 triệu đồng Việt Nam chỉ trong vòng một buổi tối như thế nào. Ok, chúng ta sẽ vào chủ đề ngày hôm nay nhé. Ở trên màn hình của mình là kênh CN Pro Trading của bọn mình, và đây là nơi mà bọn mình chia sẻ kiến thức về trading, chia sẻ kiến thức về đầu tư Forex. Nếu như các bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì các bạn có thể subscribe kênh để xem những video mới nhất từ mình nhé. Đừng quên rằng mỗi tối mình sẽ livestream thực chiến trade forex với các bạn. Ngày hôm qua thì mình có một cái sự kiện phát trực tiếp và mình trade tin CPI. Đây là video này. Thì tí nữa mình sẽ trích đoạn cho các bạn xem cái đoạn mà mình trade tin và mình đã kiếm được 200 đô như thế nào. Mình đã hướng dẫn mọi người như thế nào nhé. Rồi, bắt đầu chạy rồi. Ok, tàu chạy rồi mọi người ơi. Hủy hai lệnh sell. Xem chạy tới đâu nhé. Mình lãi được 60 đô rồi. 70 đô. Tin bắt đầu chạy rồi mọi người ơi. Lên. Nào, thổi lên đi mọi người. Lên, 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 lên. Thêm 50 đô nữa thôi. Lên đến 200 thì mình chốt. Mọi người nghĩ nó có lên được đến 200 lãi của mình không? Chốt đi người, ok. Theo mọi người thì tài khoản của mình có lên được lãi 200 không? 200 rồi. Ok, xong nhá. Bốt của mình nó tự chốt luôn. Xong, xong, xong. Hôm nay lãi được 200 rồi. Thế thôi đúng không? Kèo này easy mà. Game dễ kiếm tiền đúng không? Ok, sau khi xem xong cái đoạn vừa rồi thì các bạn đã có thể thấy được là trong cái tin ngày hôm qua thì mình đã hướng dẫn cho mọi người cách mình chơi tin và kiếm một kèo với vàng rất là đơn giản đúng không? Và đây trên cái biểu đồ này là sàn Thinh Market này, mình dùng sàn Thinh để mình chơi tin. Và nếu như hôm qua các bạn xem cái buổi livestream của mình thì các bạn biết được là cái cột xanh này nó đã giúp mình kiếm về 200 đô với tài khoản tầm 150-180 đô, thì mình kiếm được lãi 200 đô. Sau đó thì mình bảo mọi người là sau khi mà kết thúc cây nến này 15 phút này mình sẽ sell, và đấy là thời điểm mà khi cây nến xanh nó lên rất là mạnh này thì mình sell ở đây, sell ở phía trên này, và mình cũng đi được xuống đây, đi được hết cả hai TP. Nhưng mà đến cái TP 2 này thì mình tắt livestream rồi nên mình chốt luôn trên livestream. Vậy thì làm sao để chúng ta chơi được trong tin và kiếm được tiền, và những công cụ nào chúng ta cần, thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những thứ như sau nhé. Đầu tiên mình sẽ nói về công cụ trước. Các bạn sẽ cần có một công cụ, đấy là con bot đóng lệnh auto. Đây là một con bot để giúp cho các bạn có thể đóng được lệnh một cách tự động mà không cần phải động tay. Ở trong livestream hôm qua của mình cũng dùng con bot này. Và để dùng thì bạn hãy vào cái group CN group chat của bọn mình. Ở đây ấy, thì bạn gõ là bot đóng lệnh. Đây mình sẽ thử cho các bạn xem. Bot đóng lệnh này. Gõ một cái là nó ra. Và bạn sẽ tải con bot theo đường link này nhá. Sau đó sau khi tải về xong, bạn sẽ thấy được nó ở đây, ở màn hình hoặc ở download vân vân. Thì bạn sẽ cài vào phần mềm MT4 nhá. Bạn nhìn ở đây này, ấn vào cái này, ra cái chuột phải này, nó sẽ ra được Expert Advisor hoặc là EA. Bạn ấn vào Create in Meta Editor cho mình. Sau đó bạn ấn X cái này đi, chỗ mục Expert này, bạn ấn chuột phải Open Folder, và sau đó bạn dán cái con bot kia vào đây, copy này, xong rồi dán nó vào đây. Ở đây là mình có rồi nên là mình sẽ không dán lại nữa. Thì nó ra đây này, ra con bot này, PNC Close and Trade Chart này. Xong bật X cái này đi, tắt cả cái này đi. Sau đó bạn quay lại MT4. Sau khi quay lại MT4 xong, bạn chuột phải Refresh là nó sẽ hiện ra con bot này. Ví dụ như đây là một biểu đồ của cặp GU, và mình sẽ kéo con bot này vào để mình cài nhá. Bạn kéo vào cũng được, hoặc là bạn nhấn đúp cũng được. Sau đó ở một Common, bạn hãy để là Long và Short này, Allow Lead Trading này, Allow DLL Import này.
ở mục input thì nó có những thông số như sau. Bình thường mình sẽ chọn là fold. Đó đây, chọn là fold, bởi vì là fold thì nó sẽ đóng theo tổng profit những lệnh đang chơi mà chúng ta chơi tin, thì chúng ta cần là trong cái lúc tin đấy nó lãi tổng bao nhiêu, lỗ tổng bao nhiêu thì chúng ta sẽ đóng lệnh, đúng không? Tiếp theo nữa, hai dòng này đóng khi profit dương true, đóng khi profit âm true, và bình thường mình hay để là 200. Đây là số đô mà mình target nhé, bởi vì là trong một cái tin thì mình sẽ muốn kiếm được tầm 200, thì đấy là số đô của mình target. Còn tùy theo các bạn, ví dụ bạn muốn kiếm 20 thì bạn sẽ đổi ở đây thành 20 đô này, bạn đổi ở đây thành âm 20 này. Nhớ nhá, tổng profit âm thì phải là true và sau đấy là số âm thì bạn thêm dấu trừ nhá. Tắt bốt sau khi đóng lệnh thì bạn có thể để là true, thì sau khi mà nó đóng lệnh xong nó sẽ tắt con bốt, hoặc nếu bạn để false thì đóng lệnh xong nó sẽ vẫn giữ con bốt chạy tiếp. Sau đó bạn ấn ok này, nó hiện ra cái này và mặt con bốt nó vẫn đang là mặt mếu. Mặt mếu này là chưa chạy được đâu, bạn cần phải ấn cái nút auto trading này nữa để cho nó sáng lên. Hoặc là bạn vào mục tool option và vào expert advisor hoặc là vào EA nhá. Đấy, xong allow DNL import này, ok một cái thì nó cũng ra kiểu này, được không ạ? Sau khi mà nó ra kiểu này xong thì bây giờ mình sẽ đặt thử một lệnh, và đây là tài khoản demo nên mình sẽ đặt một cái lệnh đủ lớn để cho nó đóng cái kiểu này này, để cho các bạn xem nhá. Ví dụ như bây giờ mình sẽ vào một lot luôn, vào sell, bạn sẽ thấy được là âm 13 đô này, âm 12 đô này, nó chưa đóng đúng không? Nhưng mà đến khi nó âm đến 20 đô thì nó sẽ đóng. Mình vào thêm một lệnh nữa, bạn thấy này, hai lệnh này, 26 đô này, đấy, nó bắt đầu đóng rồi đấy. Và vào mục account các bạn có thể thấy này, hai cái lệnh này tổng âm hơn 20 đô là nó đóng, vậy thì dương hơn 20 đô nó cũng đóng. Đấy là lý do vì sao mà trong cái livestream ngày hôm qua, khi mà mình chờ cùng với các bạn nó đến 200 đô thì nó đóng, là bởi vì ở bên vàng ấy mình cũng set con bot này là dương 200 đô hoặc âm 200 đô thì nó đóng. Và đấy là lý do vì sao mà nó lên đến đây, mình chốt ở tầm 44, giá 2044 thì tổng lãi của mình là 200 đô và mình chốt. Vậy thì bây giờ chúng ta quay lại với vàng, sau khi đó có công cụ rồi, chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể chơi trong tin? Chơi trong tin nhá, thì bạn sẽ thấy được là tin nó sẽ đi rất là mạnh. Và khi mà tin đi mạnh ấy, nó sẽ có một cái trò như sau. Nó sẽ lên một cây hoặc xuống một cây tính từ giá điện hiện tại. Vậy thì chúng ta sẽ đặt lệnh stop nhá. Ví dụ như này, giá hiện tại là giá này chẳng hạn. Và các bạn sẽ đặt hai lệnh stop hai đầu cho mình, cách cái giá hiện tại tầm 30 đến 40 pip, kiểu như thế này. Đấy, đặt hai lệnh stop cách giá hiện tại tầm 30 đến 40 pip mỗi đầu. Bạn vào new order này. Sau đấy bạn sẽ đặt pending order. Stop nhá, buy stop. Giá hiện tại đang là 2031, tính là 2032 đi, thì chúng ta sẽ đặt chênh lên tầm 30 pip đi, 2035. 2035 và place. Chúng ta sẽ có buy stop ở đây. Ok này. Sau đó bạn đặt thêm một lệnh sell stop ở phía dưới. Nhớ là stop nhá, không phải limit nhá các bạn nhá. 2032 giảm đi 30 pip. 2029, 2029. Place. Rồi. Ok, tại sao lại là stop? Đấy là bởi vì khi giá đi rất là mạnh, nó giống như cái cột này này, giá nó bắt đầu chạy hướng về hướng nào thì lệnh của chúng ta mới khớp. Ví dụ như ở đây mình cũng đặt tương tự như bên này nhá, nó đi mạnh lên thì lệnh buy stop này của mình bắt đầu chạy và mình sẽ bắt đầu buy theo cái đà giá lên. Còn nếu nó chạy xuống dưới thì giá sẽ đi theo cái đà dưới và nó khớp lệnh sell stop của mình, và lệnh sell của mình sẽ bắt đầu chạy và mình sẽ bắt đầu kiếm được lời. Tuy nhiên đây không phải là một chiến lược thần thánh, hoặc đây không phải là một chiến lược mà hoàn toàn là ăn 100%. Sẽ có những trường hợp nó đi theo kiểu là giật lên nó khớp lệnh buy, xong giật xuống nó khớp lệnh sell, và đấy là trường hợp mà chúng ta sẽ gặp rủi ro. Đấy là lý do vì sao mà khi dùng chiến thuật này các bạn buộc phải có những lưu ý như sau. Thứ nhất là tài khoản của các bạn là tài khoản mà sẵn sàng mất số tiền đó. Ví dụ như nhá, tài khoản của bạn đang là 10.000 nhá. Đây mình sẽ tính cho các bạn nhé. Ví dụ tài khoản của bạn là 10.000 đô. Vậy thì bạn chia 100 lần ra, tức là 100 đô. Một lệnh 100 đô đúng không? Bình thường bạn SL một lệnh cũng là 100 đô. Vậy thì bạn tạo hẳn ra một tài khoản 100 đô thôi. 10.000 đô còn lại, bạn trừ đi 100 đô, ra cái phần còn lại là 9.900 đô thì bạn để sang tài khoản khác. Và để 100 đô này sang một tài khoản chỉ để đánh tin. Thì bạn sẵn sàng mất một lệnh này, tức là tương đương với một lệnh bình thường của bạn ở trong cái tài khoản đánh tin. Đấy là điều đầu tiên, một tài khoản chỉ để đánh tin và sẵn sàng mất hết. Cái thứ hai là chúng ta đặt lệnh stop hai đầu.
hôm qua thì mình đặt một lệnh stop ở đây và cách 20 bip, 30 bip mình đặt thêm một lệnh stop nữa ở trên, thì như thế chúng ta sẽ ăn được thêm. Yếu tố thứ hai là khi vào tin thì nó sẽ có những cái đấy là đòn bẩy của sàn nó sẽ hạ, nên các bạn sẽ không thể đánh được lot quá to. Với tài khoản hơn 100 đô mình chỉ đánh được 0.1 lot thôi. Đấy là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba là khi mà vào tin, bạn phải sẵn sàng chấp nhận là entry của bạn có thể bị trôi, giãn spread, trôi qua SL, trôi qua TP. Vì thế nên các bạn phải xác định tâm lý luôn. Nếu khi trade tin thì các bạn cần phải xác định được những cái điều đó. Vừa rồi thì mình vừa chia sẻ với các bạn cách mình dùng để đánh tin với vàng như thế nào, cũng như cách mình kiếm 4 triệu trong một ngày với vàng khi mà có tin như thế nào, cách mình dùng các công cụ ra sao. Rất mong rằng video này hữu ích đối với các bạn. Nếu như bạn thấy video này hay và hữu ích thì cho mình một like, comment xuống cho mình biết ý kiến của các bạn. Hẹn gặp lại ở trong các video khác và những buổi livestream tiếp theo của bọn mình nhé. Chào các bạn.